học hỏi kiến thức marketing online, hoàn thiện hành trang cho quá trình khởi nghiệp của bạn. Đăng ký ngay channel YouTube Trần Thịnh Lâm. Link đăng ký được trích dẫn ngay dưới mô tả video này. Quảng cáo Coca-Cola dưới góc nhìn của truyền thông. Sử dụng các chiến dịch truyền thông quảng cáo là điều không hề xa lạ với các nhãn hàng và người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng phương thức này như thế nào còn là một con dao hai lưỡi với những nhãn hàng có sự bất cần. Điển hình là vụ Coca-Cola và vụ lùm xùm mở lon Việt Nam cuối tháng 6 đầu tháng 7 vừa qua. Cụ thể, vào dịp AFF Cup năm 2018, Coca-Cola Việt Nam tung bộ sưu tập lon nước ngọt phiên bản đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong quảng cáo, nhãn hàng tiếp tục đưa hình ảnh những chàng trai vàng lồng ghép trong thông điệp mở lon Việt Nam. Ngay sau đó, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tuyết Còi đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Cục Văn hóa Cơ sở cho rằng, cụm từ mở lon Việt Nam được sử dụng trong nội dung quảng cáo sản phẩm Coca-Cola Việt Nam trên truyền hình và một số phương tiện quảng cáo có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Sau khi có công văn của cục, Coca-Cola đã có động thái sửa cụm từ mở lon Việt Nam thành cơ hội trúng vàng mỗi ngày cho các chương trình khuyến mãi sản phẩm của hãng trên truyền hình và các phương tiện quảng cáo khác. Ồn ào này cũng tốn không ít giấy mực của giới báo chí, đưa cụm từ trên trở thành top trending tìm kiếm trên Google và mạng xã hội Facebook. Có hai luồng ý kiến về sự việc này. Một bên đồng tình với động thái của cục nhưng chưa đồng tình về cách xử lý, và bên còn lại cho rằng cụm từ trên không có gì bất thường, không đáng để bị tuyết còi như vậy. Về phương diện quản lý, rõ ràng động thái của cục là có cơ sở. Bởi những thứ gắn với tên gọi của quốc gia, dân tộc thì phải rõ ràng về ngữ nghĩa với ý nghĩa tốt đẹp nhất. Những từ đứng cạnh tên gọi quốc gia phải hết sức thận trọng, không nên và không được gây hiểu lầm sang nghĩa khác. Chuyên gia truyền thông xã hội Nguyễn Ngọc Long, nhà sáng lập truyền thông Trang Đen cho rằng Coca-Cola là một doanh nghiệp lớn, có các đối tác thực hiện chiến dịch truyền thông quảng cáo rất mạnh, đã làm nhiều chiến dịch phải phù hợp với văn hóa và pháp luật địa phương. Vì thế, lý giải của Coca-Cola Việt Nam rằng chưa đường hết hình thái ngữ nghĩa của tiếng Việt khi sử dụng cụm từ mở lon Việt Nam có vẻ như không thuyết phục. Nhà sáng lập truyền thông Trang Đen cũng nói thêm, bất cứ nhãn hàng nào muốn có một chiến dịch marketing ấn tượng, có sức lan tỏa lớn, tạo ra sự tranh cãi đều phải chấp nhận rủi ro. Ngược lại, muốn tránh rủi ro thì thương hiệu phải chọn con đường an toàn, nhẹ nhàng, vì khi đã lan tỏa rộng rãi thì khó tránh được việc 9 người 10 ý. Trong khi đó, ông Trung, giám đốc Advertising Việt Nam lại không đồng tình với nhận định trên. Ông cho rằng các nhãn hiệu yếu về độ phủ thương hiệu mới chạy theo xu hướng, thương hiệu lớn họ không cần làm như vậy. Cũng có nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng bênh vực Coca-Cola rằng từ lon bản thân đã nhiều nghĩa và hiểu với nghĩa nào là do độc giả, nhãn hàng không có lỗi phải giải thích cách hiểu nào là đúng. Dù có đúng hay sai thì đây cũng là một bài học rõ ràng cho các nhãn hàng cẩn trọng hơn trong việc sử dụng từ ngữ Việt Nam. Việc sử dụng các chiến dịch theo hướng địa phương hóa cần được tìm hiểu và nghiên cứu kỹ trước khi tung ra thị trường để tránh gặp tình huống tương tự. Theo Google.com, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.